Những khách hàng sở hữu xe BMW thường xuyên họ thích cá nhân hóa chiếc xe của mình, đặc biệt nhất là phần bô xe. Sau đây là những clip về những bô xe ấn tượng và cả xe của mình được tập hợp lại và trên một video để mọi người xem và cùng trải nghiệm chung với mình nha. Trưởng nhóm bán hàng của BMW Sala.